Em chào tất cả các bác. Em đang sắm một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Seiko Saban. Chiếc này là số già, là số nổi học trò nha các bác. Mặt trước là mặt kính, chiếc này sử dụng may lớn nè, một zin chung. Khung là khung nhựa da gỗ rất đẹp, dáng làm rất sang nha. Chiều cao của chiếc này là 31 cm, còn chiều ngang là 32 cm. Số nổi ra nước nè, xe băng nằm dưới này hai các bác. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em nha, qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh hoặc video em gửi thêm cho các bác tham khảo nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.